Hello, xin chào mọi người, đến tên của mình là bên kho thiết bị thí nghiệm Kang Kiên. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là đồng hồ đo độ cứng cao su Thai A các bạn ha. Quả chất lớp với mã model là GS706N, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Kang Kiên, xuất xứ tại Nhật Bản. Được sử dụng để đo các độ cứng chuyên dụng cho cao su kiểu Thai A. Đồng hồ cho lò xo chịu tải được 539 đến 8385 mN với độ dài độ thụt là 2.54 mm, dạng nón cụt, đường kính là phi 0779 mm, góc 35 độ, khả năng đo chính xác độ cứng cao su cho phép bạn kiểm tra độ cứng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Với giá trị tải của lò xo 55 đến 855 GF, đầu thụt nón cột đường kính góc 35 độ, độ dài độ thụt là 254 mm, trọng lượng là 200 g, ứng dụng đo cao su thường Thai A, được xuất xứ tại Nhật Bản và được nhập khẩu phân phối trực tiếp Kang Kiên. Ai có nhu cầu mua sản phẩm liên hệ hotline 0938 22991 hoặc 0936 20757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.